Hello, em xin kính chào tất cả các bác đã quay lại với kênh của em Tiến ngày hôm nay Hiện tại em Tiến đang sinh sống và làm việc tại Nhật Và vẫn đi mua những chiếc kính rất là đẹp để gửi về đến cho các bác Thì phiên ngày hôm nay em sẽ lên cho các bác những cây kính cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng Các bác có thể thấy này, những cây kính Italia, những cây kính Mỹ Đặc biệt là rất là chất lượng này Cây sinh nét rất là lâu mới có các bác nhé Và đặc biệt ngày hôm nay các bác hỏi em rất là nhiều rồi Thì đây là một cây kính hàng lướt đang còn mới 99,9% Đây là cây kính gì mà lại đặc biệt đúng không các bác? đây là cây kính đổi màu, cây kính đổi màu, nó có chức năng đổi màu, Đấy, bảo vệ mắt của chúng ta. Các bác hay hỏi em là có kính đổi màu không, có kính đi đêm không? thì ngày hôm nay nhé, em ra mắt cho các bác một chiếc kính hàng lướt đổi màu đi đêm. em sẽ test cho các bác thấy luôn nha các bác nhé. Ok, trước khi vào video thì phiền các bác là ấn cho em một nút like ở bên góc phải màn hình và nhấn cái nút đăng ký kênh để ủng hộ em tiến ra những video tiếp theo các bác nhé. Em xin chào các bác nhá. Thì cái phiên kính đầu tiên của ngày hôm nay thì đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác một chiếc này. Một chiếc kính đổi màu, đấy, chiếc kính đổi màu đi đêm đấy. Một trong những cái loại kính đẹp và tuyệt vời nhất của cái dòng Ray-Ban Italia có cái chức năng đổi màu. Cái này thì là đang còn nguyên hộp giấy này, đang còn nguyên giấy tờ này, đang còn nguyên cả cái khăn lau. Mà cây này thì là lâu lắm em mới có một chiếc nên em về tay cho các bác cái mức giá rất là phải chăng thôi 3 triệu 100 nghìn đồng Và bình thường cái kính như thế này nhé các bác mua ở Việt Nam nó sẽ rơi vào cái tầm 6 triệu rưỡi một chiếc Đấy là còn nguyên những cái hộp như thế này Và cái này thì gần như là họ chỉ dùng lướt thôi và đang còn nguyên si Chưa có đụng chạm đến mà em bán cho các bác cái mức giá là 3 triệu 100 nghìn đồng Coi như là khuyến mãi những cây sau thì chắc chắn là cái mức giá nó sẽ phải nhỉnh hơn một tí Ok thì mở đầu video thì em lên cho các bác xem một cây này thì nó có cái màu mắt này, màu mắt nhạt này, đúng không ạ? Cây này là kính đổi màu, kính đi đêm, đấy, form dáng của em nó thì rất giống một cái cây 3025 các bác nhé, rất giống cây 3025, nó rất giống cây 3025 Nhưng mà các bác nhìn này, đấy, cái gọng khung của nó mạ một lớp màu vàng rất là đẹp, đấy, khung kính này, khung kính này, dáng form này, đấy, rất là đẹp phải không ạ? gọng của nó là gọng vuông các bác nhìn cái gọng vuông rất là chắc chắn nhé gọng vuông rất là chắc chắn luôn nó không phải là gọng tăm gọng vuông rất là chắc chắc chắn mắt thì là mắt giọt lệ này và cái cầu trên của nó cầu trên cầu dưới thì nó là đại trà rồi ở cầu trên thì nó cũng có ghi rõ đấy là Ray Ban made in Italia các bác nhé ok thì tại sao cây kính này thì gọi là cây kính đổi màu thì em sẽ review cho các bác xem đó là khi mà các bác bị trong nhà thì nó là màu trắng đúng không ạ trong nhà thì nó là màu trắng như thế này nhưng mà các bác mà đi ra ngoài đường Đấy, các bác đi ra ngoài đường thì nó sẽ là đổi màu theo độ sáng này, độ tối này hoặc là cái cái tia UV, cái, cái tia cực tím này, cái tia màu tím này nó đổi nó chiếu vào con mắt kính nhá. Em sẽ test cho các bác xem là tí nữa sẽ nó, nó có đổi màu hay không này. Em sẽ để đây tầm 15 giây. Đấy, có nghĩa là khi mà các bác đi ra ngoài thì cái ánh mặt trời nó chiếu vào cái mắt kính thì nó cũng như cái đèn của em này, cái tia UV này đang chiếu vào cái mắt kính này thì chúng ta cùng xem là cái mắt kính này nó đổi màu như thế nào các bác nhé. Thì các bác khi mà các bác đi ở trong nhà thì nó là màu trắng, nó chưa có ánh sáng mặt trời Nhưng các bác đi ra ngoài thì nó sẽ đổi màu Và đặc biệt là khi buổi tối, buổi đêm các bác lái xe nó không cần cái chế độ màu phản ánh sáng nữa Thì nó lại quay về một cái màu rất là sáng để các bác có thể là lái xe cực kỳ an toàn Đấy Ok, thì bây giờ em đã chiếu cái đèn TUV này vào đây tầm 15 giây rồi Chúng ta sẽ lấy xem là cái mắt kính nó có thay đổi gì không các bác nhé Ok Đây các bác thấy rõ chưa? Kính đổi màu là như thế này các bác nhé. Đấy, các bác mà đeo ra ngoài thì nó sẽ chuyển màu này. Đấy, màu cực kỳ đẹp. Cái màu này nó chỉ chuyển trong tầm 10 đến 15 giây thôi. Là nó sẽ chuyển ra một cái màu như thế này. Đấy, các bác nhìn thấy rõ nhé. Ở trên này nó ghi rõ này. Ray-Ban đúng không ạ? Đây, Ray-Ban. Đấy. Còn ở trên này thì nó cũng ghi rõ chữ. Đấy. Ok các bác chờ em một chút nhé Cái máy quay nó đang hơi bị mờ một tí Đây các bác thấy chữ ray đúng không ạ Ok chữ ray nhé Đấy. Còn ở bên trên góc phải Của cái chiếc kính này Thì nó cũng sẽ được ghi chữ của nó các bác nhé Đấy Evon V Đấy. Các bác nhìn này Cái kính khi mà các bác Một bên em đã chiếu cái màu Chiếu cái màu Còn một bên thì em để nguyên Thì các bác có thể thấy là cái màu của nó bắt đầu này nhưng mà em để trong nhà tầm 15 giây nữa là các bác thấy nó lại về cái màu cũ cho xem Nó lại về cái màu cũ Thì thế nên nó được gọi là kính đổi màu Đấy Các bác nhìn nhá Bây giờ cái bên mắt bên này Thì em sẽ tiếp tục em chiếu cái đèn tia UV này vào Đấy thì các bác xem là tầm 15 giây nữa xem nó có đổi màu hay không nhá Tất cả các phân tử kính của cái cái kính như các bác Nó đổi màu để nó bảo vệ màu mắt của các bác Đấy nên các bác yên tâm 100% là Kính này các bác lái xe cực kỳ an toàn Hoặc các bác đi du lịch đi chơi cực kỳ an toàn trong nhà thì nó rất là sáng còn ra ngoài đường thì nó trở thành một cây kính dâm bảo vệ mắt các bác đấy các bác thấy chưa cái màu mà em vừa chiếu đấy cái bên mắt mà em vừa chiếu này thì nó lại màu đậm hơn ok chưa các bác đeo cây này thì người ta có khi còn không biết là các bác đeo một kính dâm cứ tưởng là các bác đeo hai chiếc các bác thấy cái bên này đúng không ạ em vừa chiếu đèn vào thì nó còn đậm hơn đấy đậm hơn đậm hơn cái bên kia nên là các bác đi vô tư nhá ok thì màu về màu thì các bác biết rồi thì bây giờ em sẽ review chi tiết hơn về cái thông số của chiếc kính này. Cây này thì là 3689 này, Aviator Metal. Đấy 001 T5 bốn có nghĩa nó là thuộc vào size quốc dân. Các bác mặt đeo mặt to bé đeo đều ok hết. Và cây này thì là hàng made in Italia chính hãng 100%, độ mới đang còn 99,9% độ dài của em nó là bao nhiêu thì em sẽ đo cho các bác xem luôn cây này thì em nghĩ bác nào mà ưng ý thì phải chốt ngay và chốt sớm nhé các bác mà nhắn tin muộn thì chắc chắn là em nghĩ là không còn hàng đâu độ dài của nó là 14 cm phù hợp cho tất cả các dạng mặt em tiến về tay cây này cho các bác với mức giá là 3 triệu 100 nghìn đồng cây kính đổi màu đấy ray bên hàng chính hãng 100 nguyên hộp này nguyên bao da nguyên hộp giấy nguyên giấy tờ đấy Cây này là cây rất là lâu rồi thì em mới có một chiếc nên em sẽ bán cái mức giá 3 triệu mốt Cái mức giá cực kỳ phải chăng, chưa bằng một nửa ở Việt Nam các bác mua Nên là bác nào chốt thì báo em thật là sớm các bác nhá Ok, tiếp theo cây thứ hai ngày hôm nay mang mã số 257, 2 triệu 600 nghìn đồng Tiếp tục là một siêu phẩm của dòng Italia 2 triệu 600 nghìn đồng Nguyên bao da này Gõ khủng khủng Đấy các bác xem này Ray-Ban 100% chống tia UV hàng chính hãng 100% vô tư. Các bác không phải lo là 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 hàng giả, hàng nhái các bác nhá. Cây này được mạ một màu vàng lì cực kỳ chất lượng cho bác nào mà gọi là có cái sự ngầu lòi và trầm tính. Mắt của em nó là theo form caravan nhưng mà cái cầu ngang của nó rất là to. Đấy, chất lượng không ạ. Cầu 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 bé này. Đây là cái cầu kính này. Đấy, cầu ngang bé này cầu ngang cao này mắt của nó là mắt lai giữa hình vuông và hình chữ nhật nên nhìn nó rất là chắc các bác nhé rất là chắc mạ một màu vàng lì mạ một màu vàng lì đấy em cho các bác xem form này rất là đẹp cây này ở việt nam không có nhiều các bác nhé em nói là cây này ở việt nam không có nhiều màu mắt cũng rất là đẹp đấy màu mắt cũng rất là đẹp nhìn bệnh các bác nhìn bên ngoài thì nó là màu đen hơi tối đúng không nhưng các bác nhìn từ trong nhìn ra thì, thì các bác có thể thấy là cái màu của nó chuẩn ra là cái màu nó rất là sáng Đấy, cái màu nó rất là sáng đúng không ạ? Ok, thì cây này thì là chi tiết về cái thông số của em nó Thì nó sẽ là cây 35885519 Đấy, 143N Ok chưa Đấy Còn về cái thông tin Cái thông tin Cái thông tin của cái đây Thì nó là đấy ben các bác nhé Hàng chính hãng 100% Mắt của em nó là mắt vuông Lai uh, chữ nhật Đấy còn chuôi của nó này Chuôi của nó được bọc Đoạn cuối chuôi này Thì được bọc một lớp nhựa này Nhựa trắng này Đấy Chuôi kính của nó là chuôi màu uh, Vàng uh, lì các bác nhá Màu vàng lì này Được viết chữ Ray-Ban này Đấy Form dáng cực kỳ đẹp Cực kỳ chất lượng Form dáng này thì gần như là Nó thật là không thể chê được ở đâu rồi Các bác mà ưng ý cái này Thì cũng phải chốt sớm cho em nhé Chốt sớm cho em Vì khi mà em lên hàng ấy, Thì rất là nhiều bác nhắn tin Đấy, và chốt hàng, khi các bác chốt thì chuyển khoản, chuyển cọc, chuyển tiền Thì những bác nhắn tin sau thì cũng đừng trách em Đấy là khách mua nhiều quá và mua nhanh quá Nên là em cũng không thể giữ cho ai được Nên là ai chuyển khoản trước thì em sẽ ưu tiên cho người đấy Đấy, mắt DBM chính hãng 100% Phong dáng cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng Đấy, các bác thấy không ạ Ở bên trên cái Cái, 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 cái Kính này thì nó có khác chữ RB các bác nhé Chữ RB này Đây các bác thấy chữ RB không ạ Đấy, ok Thì cây này là cây mang mã số 257 2 triệu 600 nghìn đồng Dành cho tất cả các dạng mặt Rất đẹp, rất chất lượng, về tay nhanh chóng Tận Việt Nam bao mọi phí ship các bác nhá Ok, tiếp theo lên là một cây 259 Cây này thì gọi là vừa bán vừa tặng Mang cái mã số 259 1 triệu 800 nghìn đồng Có một cái bản mặt dành cho những bác mặt tầm vừa Và mặt tầm to Cây này là một cây có mắt màu xanh dâu muống Đấy, hàng Ray-Ban. Khung thì là khung liền xương, khung liền xương, mắt thì là mắt được bọc nhựa và cái mắt này thì các bác yên tâm, đấy là hàng chính hãng. Thứ nhất là hàng chính hãng. Thứ hai là những chiếc kính này thì nó có cái độ bền cực kỳ cao. Những cái mắt màu xanh rau uh, muống này thì các bác đeo các bác thấy cái độ trầm nó rất là cái cái độ trầm tính đấy, nhìn nó rất là ngầu mà các bác đeo nó rất là dịu mắt các bác nhé nó không bị chóe quá nó không bị sáng quá cây này thì là nó dành cho các bác mà có bản mặt đấy các bản mặt tầm vừa và tầm trung tầm to chứ bác các bác mà mặt bé quá thì đeo cây này thì nó sẽ hơi bị to nhưng các bác mặt tầm vừa thì ok vừa hoặc là mặt tầm to thì đeo cây này vô tư không phải suy nghĩ không phải lo sai kính đấy các bác có thể thấy này cây này là một này sáu mươi mười hàng made in Italia khung gọng nhựa cây này thì độ mới cũng đang còn rất là tốt các bác nhé nhưng mà cây này thì là nó khi mà em về thì cái bao da này thì nó không còn nguyên gọi là cái bao da thì nó không còn đẹp lắm rồi à. nên là em về tay các bác với cái mức giá là 1 triệu 800 nghìn đồng Nói chung là giá mà em tiến bán thì ở bên Nhật em nghĩ là Một trong những kênh mà bán giá tốt nhất tại Nhật Bản Đấy hoặc ở những cái kênh bán kính ray hàng lướt hàng chính hãng các bác nhé Đấy cây này thì các bác dùng vô tư hộp đang còn ok đang còn nguyên mà em bán về tay các bác với mức giá 1 triệu 8 thôi thì cây này thì nó phù hợp cho các bác mà thích cái sự thanh lịch đấy sự ngầu sự thanh lịch sự ngầu chứ không phải là quá là hầm hố khi đeo cây này đấy 14.5 cm phù hợp cho các bác mặt tầm vừa và mặt tầm to mắt của em nó là mắt màu xanh rau muống em sẽ cho các bác xem lại một lần nữa cái màu mắt của nó đấy cái độ sáng của nó cũng rất là tốt chứ không phải là tối ok này các bác nhìn mắt nó rất là dịu đúng không ạ đấy nó rất là dịu mắt thôi mà em về tay các bác mức giá 1 triệu 8 mà em đã bao tất cả các phí ship rồi thì chả có lý do gì mà các bác không ưng ý cây kính này cả đúng không ạ các bác mua đeo cũng được các bác mua tặng cũng được tặng bạn bè người thân những người trong gia đình đấy thì em sẽ gửi về cho các bác nhé những cái kính hàng chất lượng hàng chính hãng 100 phần chị ở Việt Nam thì hàng fake cực kỳ nhiều nên là các bác cũng lưu ý các bác nhé Ok 260 ngày hôm nay mang mã số 260 1 triệu 100.000 đồng giấy tờ đang còn khăn lau đang còn Đấy, giấy tờ khăn lau đang còn nhé hạt lau đang còn đây là một cái kính mắt tròn dành cho các bác sai mặt vừa và bé thì cây này thì các bác còn hay gọi là kính thầy bói nhưng nó là hàng real chính hãng 100 Ray-Ban mắt có một gọng cầu hai mắt là mắt hình tròn tất nhiên là nó không quá tròn đâu các bác nó vẫn thiết kế rất là mỹ thuật rất là mỹ thuật mắt thì là mắt màu trà Đấy, mắt lên mắt màu trà và cái form dáng của em nó cũng rất là ok này. Cái form dáng của em nó rất là ok. Mắt nó có phủ một lớp tráng gương rất nhẹ. Em nhắc lại là tráng gương rất nhẹ. Đấy. Cái cái này thì các bác đeo vừa có thể đi chơi, vừa có thể đi làm đều rất là ok. Đấy, các bác nhìn này, chuôi ve đang còn rất là đẹp. Cây này thì độ mới cũng đang còn rất là ổn các bác nhá. Độ mới đang còn rất là ok đấy. Đấy. Cái này thì là cái vì là nó mắt tròn nên là cái độ ngang của nó rất là bé thôi các bác không phải là nó bé đâu mà là cái cái mắt tròn thì nó sẽ không to bằng cái mắt vuông hoặc là cái mắt hình chữ nhật được đấy nên là cây này thì cái độ dài nó chỉ rơi vào tầm 10, 12 đến 12 năm thôi đấy thì em sẽ đo cho các bác xem này đấy. độ dài của em nó là 12.7 các bác nhé 12.7 cm đấy 12.7 cm từ gọng A đến gọng B đấy và cây kính này thì là cây kính có cái gọng của nó là gọng vuông này chuôi giữa thì là có cái uh, một cái điểm chốt và chuôi cuối cùng là chuôi bằng nhựa đấy và cây kính này thì là cây kính hàng chính hãng 100% và cái thông tin chi tiết nó ghi ở đây thì các bác có thể thấy là 3447 đấy Ron Metan 9001 A5 4721 140 cây này thì nó phù hợp cho các bác mặt tầm vừa đấy mặt tầm vừa và bé thì đeo ok hàng là hàng chính hãng made in Italia 100% cái này thì là nó có được khắc thêm một cái uh, chữ ở trên cái gọng cầu các bác có thể thấy này đấy ray ban bốn đúng ạ ok có nghĩa cây này là một cái cây mà em thấy là nó đang còn chất lượng đang còn rất là cao chất lượng đang còn rất là cao các bác ạ có nghĩa là nhá cái hộp nó đang còn nguyên này giấy tờ và khăn bên trong đang còn này kính độ mới đang còn cao nhưng mà em về tay cho các bác cái mức giá phải chăng đấy là 2 triệu 100 nghìn đồng bao gồm tất cả các chi phí cả cái phí ship về tận nhà cho các bác rồi đấy nên là các bác mà thích cái dòng kính mắt tròn các bác mà thích những cái dòng kính như thế này thì các bác hoàn toàn có thể inbox cho em theo cái số điện thoại Zalo em để bên trên cái góc này đấy là 8070 8558 6996 070 8558 sáu các bác nhớ đây là cái số điện thoại tại Nhật của em nên là các bác khi mà các bác muốn liên hệ cho em thì các bác phải tải cái ứng dụng Zalo này về máy tải cái ứng dụng Zalo này về máy chọn mã vùng Nhật Bản này và nhấn cái số là sáu thì các bác mới có thể nhắn tin cho em được các bác nhé chứ hôm trước là em thấy có bác nhắn tin à, comment ở trên cái YouTube đấy là, là không liên lạc được cho em vì là cứ chắc là cứ ấn nhầm hoặc gì đấy lại chửi em bảo là thằng này không biết nó đăng kính lên vì cái mục đích gì mà tao gọi mãi cũng không thấy nghe máy thực chất là các bác cứ gọi vào số này thì chắc là nó cũng hơi khó vì là em đang ở bên Nhật đấy mà em liên hệ là liên hệ qua Zalo các bác nhé và các bác ấn số 0708558 6996 nó cũng sẽ không gọi được mà các bác nếu mà muốn gọi trực tiếp cho em qua số điện thoại Nhật Bản thì các bác phải ấn luôn cả cái số cộng 81 này các bác nhá 260 2 triệu 100 nghìn đồng rất ưng ý cho những bác nào có cái style đấy là kính mắt hình tròn các bác nhá Ok tiếp theo là cây mà các bác có lẽ là chờ đợi nhất của ngày hôm nay thì đây là một cây hàng Mỹ chính hãng 100% độ mới là rất cao 261 Ray-Ban Đấy Cây sinh nét hàng chính hãng 100% Được sản xuất và mua tại Mỹ 261 3 triệu 800 nghìn đồng ray phần 100% chống tiêu UV Cây này thì đang còn nguyên hộp các bác nhé Nguyên hộp này, hộp da này. Đấy các bác nhìn xem hộp da của nó này Đúng không ạ? Cái hộp da này vẫn đang còn rất là ok Màu sắc độ bóng nó rất là tốt Mà nó làm từ da thật các bác nhé Rất là tốt Đấy, và cây kính của nó này cây kính sinh nét này thì rất là nhiều bác săn ở Việt Nam thì 10 cây sinh nét nếu mà mua ở Việt Nam 10 cây thì phải tầm 8 cây là hàng giả các bác nhé em tự tin nói với các bác 10 cây phải 8 cây là hàng giả cái hàng trôi giạt bán rất là nhiều đấy nhưng mà hàng thì đấy là hàng Trung Quốc còn em thì hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nhật thì em mua những chiếc của người Nhật người ta mua tại Mỹ hoặc là người ta bán tại Nhật từ những cái thập niên 80 90 đổ về trước Đấy thì bây giờ họ không dùng nữa hoặc là họ bảo quản họ trưng bày thì họ bán thì cho em mua thì em gửi về cho các bác thôi. Thì cây này có cái mức giá là 3 triệu 800 000 đồng em sẽ đặt cái vỏ bao sang một bên và em sẽ review chi tiết cái chiếc kính này cho các bác nhé. Cây này là một trong những cái cây mà em đã từng lấy về trong dạo vài tháng trước thì chắc phải tầm trên dưới 10 chiếc. Đấy và lần nào về hàng cũng hết rất là nhanh nên là em yêu cầu bác nào có cái sở thích với những cái dòng xinh nét này thì các bác xem video xong nhắn tin cho em thật là sớm trước khi những bác khác nhắn tin chốt hàng đấy bác nào mà thích cái dòng này phải nhắn tin cho em sớm nhé mắt là mắt theo dạng mà các cụ hay gọi là mắt mèo đấy cây này là một trong những cái cây xinh nét em về độ mới cực kỳ cao các bác có thể thấy này đấy em quay chi tiết cho các bác xem này độ mới rất cao mắt đang còn rất là ok chưa một vết xước sát hàng cổ của những thập niên 70 80 80 mà cái chất lượng nó như thế này thì phải nói thực sự người ta bảo quản rất là tốt và gần như họ không đeo khi mà người Nhật họ mua ấy các bác thì họ mua về nhưng mà có thể là họ đeo một hai lần xong họ trưng bày họ để trong tủ trong kính và đây là một trong những cái cây như vậy em sẽ quay chi tiết cho các bác xem này cái kính cái mắt cái màu của nó như thế nào nhé Đấy, em zoom camera này mắt có chữ ray ban này ở hai bên tròng kính ở góc 3 giờ và góc 9 giờ có chữ bl các bác nhé bên góc này cũng thế này kính thì được mạ vàng một mạ một lớp màu vàng đấy các bác xem này rất sáng sáng lắm ấy, chứ không phải đùa đâu đấy. gọng gọng cầu thì nó gồm một gọng bé và một gọng can. đấy gọng ngang này thì gọi là gọng lõm đấy gọng ngang này thì gọi là gọng lõm thì ở trên này thì nó cũng có ghi rất là rõ thôi B và L Ray Ban các bác nhé B và L Ray Ban hàng thì là hàng chính hãng nên là các bác an tâm khi sử dụng 100 phần trăm đấy mắt đang còn rất là sáng cái màu của nó cũng đang cũng rất là ok các bác này. màu rất là ok sáng chui chưa có một vết xước gì đấy ok tiếp theo là em sẽ quay cho các bác xem là cái 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 uh... đấy cái khung của nó này cái ốc vít của nó này các bác thấy nó rất là sáng phải không ạ Cây này mà bác nào săn xinh nét mà không không lấy cây này thì thực sự rất là uổng, rất là phí các bác nhá. Rất là uổng, rất là phí đấy. Đấy. Màu sáng, mắt sáng, đẹp thôi rồi luôn. Nói chung là vô tư cây này. Ở bên hai bên cái gọng kính thì nó được ghi rất là rõ đấy là BVL Ray-Ban này. Các bác nhìn này, cái màu sáng nó rất là sáng các bác. Nó sáng, nó cực kỳ sáng luôn. Đấy, nó rất là sáng ấy. chứ không phải là cái dạng mà hàng 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 thải, hàng lung tung đâu. Đấy, các bác ok rồi, thấy ok không ạ? Đấy. Ray-Ban các bác nhé. Tiếp theo ở bên gọng ở bên này thì nó được ghi rõ, đấy là sinh nét. Đấy, ghi rõ đấy là sinh nét này. Các bác thấy không ạ? Sinh nét. Màu phong dáng rất đẹp, rất chất lượng. Phải nói là rất ít kênh kể cả ở Việt Nam hoặc bên Nhật mà thường xuyên săn được những chiếc kính Mỹ này cho các bác các bác mà xem kính các bác đam mê kính thì các bác biết thừa đấy là kênh của em là một trong những cái kênh mà có những chiếc kính mỹ đẹp và chất lượng nhất ở trên cái làng youtube này bán rồi đấy nên là các bác mà khi mà các bác mua ấy thì các bác yên tâm về chất lượng và các bác có thể giới thiệu bạn bè đấy là kênh đây là một trong những kênh mà em bán những chiếc kính rất là đẹp tất nhiên là cái số lượng nó không quá nhiều đâu nhá nhưng mà em săn được chiếc nào thì em sẽ bán cho các bác những cái chiếc đấy chứ không phải là em lấy hàng lô hàng chợ hàng loạt đâu đấy cái này thì độ mới đang còn rất là cao hàng Mỹ thập niên 70 80 thì cái cây này thì em sẽ đo chiều ngang cho các bác xem. Chiều ngang cho các bác xem. Đấy, cây này độ dài của em nó lấy là 13.5 cm đúng rồi. Vì là cái dòng cái Mỹ này thì nó sẽ không dài như cái dòng 3025 mà cái vì là cái mắt của nó thì nó là mắt like giữa tròn và vuông các bác nhé Cái này thì em về tay cho các bác nhắc lại lần cuối Đấy là 261 3 triệu 800 nghìn đồng Bác nào mà ưng ý thì cố gắng nhắn tin cho em thật là sớm Em sẽ gửi hàng về tận Việt Nam Về tận nhà cho các bác với cái mức giá như thế này Và bao tất cả các chi phí rồi các bác nhé Cây này mà các bác đeo với cái độ mới như thế này Thì em khẳng định các bác đi chơi với bạn bè Em nghĩ là hiếm ông nào mà có những cái chiếc sinh nét mà nó mới như thế này Nếu mà không mua ở kênh của em Đấy, ok 3 triệu 800 nghìn đồng cho chiếc kính sinh nét ngày hôm nay các bác nhé Đấy Nói một lúc là cũng bắt đầu mỏi miệng rồi các bác ạ Và cây ngày hôm nay có một cái bao rất là đẹp 262 chỉ giá 2 triệu 200 nghìn đồng Đang còn nguyên này đấy, Giấy tờ đang mua tại Nhật đang còn nguyên này đấy, Khăn lau này, khăn lau màu đỏ luôn Khăn lau màu đỏ cũng rất là đẹp có nghĩa là hàng chính hãng 100% các bác biết là bên nhật này thì các bác mà muốn mua hàng giả bên nhật em nói thật là nó cũng khó chứ đừng có nói là, là 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 có những cái ý nghĩ xấu cái bên này mua hàng giả nó khó lắm làm gì có hàng giả đâu mà mua vì nó không giống việt nam là biên giới sát nước nào mà nó cứ nhập lậu sang vì bên nhật nó là quanh nó là biển các bác Và bên này người ta kiểm soát rất là chặt chẽ đấy 262 2 triệu 200 nghìn đồng Cây kính này là một trong những cây kính có cái mắt và cái màu nó rất là chất lượng Em sẽ review thật chi tiết cho bác cây này Và để các bác không phải mua nhầm kính nhé Ok, đây là một trong những chiếc Ray-Ban Mà các bác cực kỳ, cực kỳ hay săn đón Các bác cực kỳ hay săn đón Và độ dài của cây này là bao nhiêu? Độ dài của cây này là bao nhiêu? Đấy, độ dài của em nó là 14.5, 14.5. 14.5 các bác nhé Trước tiên độ dài là 14.5 và em lưu ý là cây này dành riêng cho những bác mặt tầm trung và mặt tầm to. Đấy, tại sao em lại nói như thế thì các bác cứ xem là biết nhá. Mắt của em nó này, mắt của em nó là mắt có màu gỗ này, cái khung mắt của nó là màu gỗ này. Đấy, còn mắt cái kính mắt, cái mắt kính của nó thì nó có màu vàng. Đấy cái mắt màu vàng rất là dịu mắt lòng vàng trứng gà nhé màu vàng lòng trứng gà các bác nhé đấy các bác thấy cái mắt màu vàng trứng gà không ạ và cây này thì là cái mắt và tất cả hai bên nó đều có màu gỗ nên các bác nhìn cái form nó rất là chắc chắn cái form của nó cực kỳ chắc chắn đấy cái form của nó chắc chắn mà nhìn nó dày cầm nó dày nó đầm tay lắm các bác nhé. cầm nó dày nó đầm tay lắm và cây này cái độ mới của nó cũng đang còn rất là tốt cộng thêm với lại cái bao da màu đỏ cực kỳ phong thủy đấy các bác lại nào lại thích chơi màu đỏ nữa thì đeo cái này cực kỳ phong thủy mắt thì là mắt cực kỳ đẹp có cái chữ ray ban được khắc ở trên đây và ở bên cái góc bên này thì nó có chữ rb các bác thấy không ạ đấy chữ rb được khắc rất là rõ này đấy nên là các bác yên tâm là hàng chất lượng này về cái màu mắt thì các bác cũng đã được cho em xem cho xem rồi thì em sẽ quay lại cho các bác xem là cái form form dáng của cây này là như thế nào đấy phong dáng của em nó là như thế này nên là nó phù hợp cho các bác mặt tầm vuông mặt tầm vừa và mặt tầm to các bác nhé đấy nên là cây này cái độ ngang của nó rất là cao nên là em không khuyến khích bác nào mà mặt bé em mua cây này đâu đấy ok chưa còn về chi tiết về cái um, chi tiết của cái kính này thì nó là hai bốn hai một bốn rb này năm hai 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 đấy và bên này thì nó ghi rõ đấy là cái dòng kính gì và cái sản xuất tại đâu. Wayfazer handmade in Italia, hàng chính hãng 100%. Các bác có thể thấy này, cây này thì là nó gọi là thực chất nó là một trong những cái cây kính được sản xuất bởi Italia nhưng nó được sản xuất bởi cái thời đầu, thời kỳ đầu nên là nhìn cái nét cổ kính của nó ra nó rất là ok. Trên mắt của nó thì nó sẽ có cái chữ Ray-Ban đấy được khắc nổi ở hai bên gọng. Đấy còn cái màu của nó là màu gỗ Màu của em nó là màu gỗ các bác nhé Màu là màu gỗ này Và ở bên trong Trong cái 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 cốt bên trong ấy, Nó là một Nó là thép Nó là cái thành thép này Nghe thép chạy này Và bên ngoài Nó là cái Cái gọng Nó bọc lại Đấy Nên là các bác xem Nó rất chắc chắn đúng không ạ Nó rất chắc chắn Đấy Phù hợp cho các bác mà có cái mặt Tầm Tầm tầm, tầm to Mặt tầm to Mặt tầm vừa Đấy, cây này thì em về tay cho các bác với mức giá là 262 2 triệu 200 nghìn đồng Bác nào mà ưng ý thì nhớ là nhắn tin cho em thật là sớm Và em cũng xin phép các bác là cái video ngày hôm nay Thì em sẽ xin tạm dừng lại đây Đặc biệt là cái cây kính này Em nói trước các bác nhé 3 triệu 100 nghìn đồng cây kính đổi màu Cực kỳ đẹp mà em đã review ngay đầu chi video Bác nào ưng ý nhắn tin cho em thật là sớm Em sẽ để chốt cho bác đấy các bác nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau Xin chào các bác